Bạn là người kinh doanh online, bạn thấy rất nhiều người ngoài kia họ đang chuyển dịch từ Facebook sang TikTok Họ có hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn follow trên TikTok Họ bán hàng bằng free traffic, chi phí marketing bằng không Mỗi ngày họ bán hàng chục, thậm chí hàng trăm đơn hàng Và bạn mong muốn được làm giống như họ, nhưng bạn không biết cách phải làm như thế nào Tôi, Cấn Mạnh Linh, founder TikTok VIP Người đã đào tạo rất nhiều những chuyên gia đầu ngành Thậm chí những tài khoản đầu ngành trên TikTok Ví dụ như là thiết kế nội thất, thiết kế ao cây, okay, master phong thủy Phùng Phương về lĩnh vực phong thủy, bác sĩ Ngọc về lĩnh vực bác sĩ gia liễu hay Trần Oanh Luxury bot mỹ phẩm và với kinh nghiệm thực chiến của mình thì chúng tôi tâm huyết set up một khóa học là bí quyết dẫn đầu và làm chủ công cụ bán hàng trên TikTok. Ở khóa học này các bạn sẽ được cung cấp những kiến thức những lựa chọn cách thức để bắt đầu mối kênh tiktok làm sao cho phù hợp nhất và có thể tiếp cận hàng trăm nghìn đối tượng khách hàng tiềm năng Ngoài ra các bạn sẽ được chỉ dẫn cách thức về thuật toán làm sao hiểu rõ thuật toán và tạo dựng liên tục những clip triệu view tiếp cận hàng trăm nghìn đối tượng khách hàng của bạn và cuối cùng là cách thức để chỉnh sửa các clip edit những cái clip hàng triệu view trên tiktok chỉ bằng chiếc smartphone nếu bạn đang quan tâm đến việc là làm chủ kênh tiktok hàng trăm nghìn follow chỉ bằng chiếc smartphone thì bạn có thể kích vào link phía dưới để tìm hiểu hoặc để lại số điện thoại để nhận tư vấn miễn phí hẹn gặp lại các bạn trong khóa học bí quyết dẫn đầu và làm chủ công cụ bán hàng trên tiktok